Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 11 giờ 30 phút thứ hai ngày 18 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Sau đây là những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Công điện chỉ đạo ứng phó rét đậm rét hại, đề phòng băng giá sương muối. Giải ngân nguồn vốn, kinh nghiệm của những địa phương làm tốt. Nhiều trường học ở vùng cao Thanh Hóa gặp khó trong quy trình phòng cháy chữa cháy mới. Tin quốc tế, tràn ngập không khí lễ hội tại châu Âu. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành công điện số 18, chỉ đạo ứng phó rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại để phòng xảy ra băng giá và sương muối. Công điện yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo để thông báo hướng dẫn kịp thời cho chính quyền cơ sở và nhân dân chủ động phòng tránh rét đậm rét hại. Tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng chống rét cho vật nuôi, cây trồng. Từ ngày 17 tháng 12, không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp tới miền Bắc, gây rét đậm, nhiều nơi rét hại. Dự báo đợt rét này kéo dài tới khoảng ngày 21 tháng 12. Tại Lào Cai, khu vực vùng núi cao của thị xã Sapa, huyện Bát Sát, nhiệt độ giảm xuống từ 2 đến 4 độ C. Đặc biệt, đỉnh Phan Xipang nhiệt độ xuống thấp nhất, có thể dưới 1 độ C, khả năng xảy ra băng giá. Trong tháng 11, toàn tỉnh đã thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 43 doanh nghiệp và 7 đơn vị trực thuộc, tổng vốn đăng ký đạt 295 tỷ đồng. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 607 doanh nghiệp và 46 đơn vị trực thuộc. Tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp là 5.686 tỷ đồng. Trong giai đoạn tới, Lào Cai sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa hoặc thay đổi phù hợp để có thể ứng dụng hiệu quả công nghệ số, triển khai dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp phát triển theo phương châm doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển. Trong năm 2023, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp chính quyền quan tâm triển khai thực hiện. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 62 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các huyện, thị xã, thành phố đã công nhận được 177 thôn kiểu mẫu, 237 thôn nông thôn mới. Hiện nay, các địa phương đang tích cực chỉ đạo người dân, tích cực thực hiện các nội dung như tập trung cải tạo môi trường xanh sạch đẹp, vệ sinh nhà cửa, triển khai các mô hình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Lào Cai đặt mục tiêu đến hết năm 2025 sẽ có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 94 xã duy trì và đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 74% tổng số xã trên địa bàn. Trong số các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có 40,4% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10,6% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng được tỉnh tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm, với mục tiêu đặt ra là hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn. Thực tế cho thấy nếu địa phương nào chủ động, quyết liệt, gắn trách nhiệm với người đứng đầu thì tỷ lệ giải ngân nguồn vốn sẽ đạt kết quả cao. Ghi nhận tại các huyện Bắc Hà và Bảo Thắng, hai địa phương đứng trong nhóm đầu của tỉnh về giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia và vốn đầu tư công sẽ cho thấy rõ điều đó. 100% vốn đầu tư, 70% vốn sự nghiệp từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia sẽ được huyện Bắc Hà hoàn thành giải ngân trong năm nay. Kết quả này là hết sức ấn tượng trong bối cảnh việc giải ngân các nguồn vốn năm nay gặp nhiều khó khăn. Giải pháp chính của huyện Bắc Hà là ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các dự án có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội như chợ, trường học, đường giao thông. Đến nay, 20 trên 21 danh mục trường lớp học đã được hoàn thành. Các dự án giao thông dự kiến cũng sẽ hoàn thành vào đầu năm 2024. Các tuyến đường trung tâm xã liên xã thì đến khoảng đến cuối quý 1/2024 sẽ xong. Sẽ vượt cái tiến độ khoảng 1,5 năm so với cái tiến độ yêu cầu của chương trình. Cái yêu cầu chương trình thì hết 2025. Nhưng mà huyện Bắc Hà sẽ đến hết quý 1 sẽ xong, đến thời điểm này thì cái tiến độ cơ bản đáp ứng theo cái tiến độ vượt.
Còn tại Bảo Thắng, việc gắn trách nhiệm người đứng đầu thường xuyên kiểm tra đôn đốc tại thực địa, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với từng công trình, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã giúp tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của huyện đạt cao. Nâng cao cái trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong cái việc mà phụ trách các cái đơn vị để trong cái công tác giải phóng mặt bằng và thường xuyên phải đi xuống cơ sở để nắm được nó vướng mắc cái gì nó thuộc thẩm quyền của mình phải trực tiếp giải quyết, cái gì nó vượt thẩm quyền phải có những cái báo cáo hoặc cái phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh rồi báo cáo ủy ban tỉnh để tháo gỡ khó khăn ngay. Tính đến ngày 15 tháng 12, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đã đạt 83,2%, đứng thứ 12 trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các ngành, các địa phương đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, phấn đấu giá trị giải ngân đạt 95% trước khi năm 2023 khép lại. Lào Cai nhận diện 3 cái điểm nghẽn lớn ảnh hưởng đến cái tiến độ giải ngân, đó là công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng hay là tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng. Từ đó chỉ đạo đưa ra những cái giải pháp như là bố trí điều chuyển nguồn vốn, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản hay là sớm cấp phép các mỏ khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn. Tiếp theo là một số thông tin về thị trường du lịch. Kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày, rất phù hợp để đi du lịch. Các gói dịch vụ du lịch tại Lào Cai đang được bán khá chạy. Một gói dịch vụ du lịch bao gồm phương tiện di chuyển, phòng nghỉ, ăn uống và tư vấn điểm đến. Tùy vào túi tiền của khách và điểm đến, gói dịch vụ du lịch 2 ngày 1 đêm giá từ 700.000 đồng một người trở lên. Với những khách sạn 4 đến 5 sao, giá gói dịch vụ có thể lên đến vài triệu đồng một khách. Hiện các gói dịch vụ du lịch chưa tăng giá so với ngày thường. Nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ tăng cao, tuy nhiên theo các chủ khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn, giá phòng cơ bản ổn định, phòng bình dân giá từ 400.000 đồng trở lên. Với khách sạn 4 đến 5 sao, giá phòng có thể lên đến vài triệu đồng. Du khách đến với Lào Cai có thể tìm mua những đặc sản địa phương để làm quà cho bạn bè, người thân, như các loại dược liệu, mật ong, thịt châu sấy, lạp sườn, tương ớt. Quà lưu niệm có những sản phẩm như thổ cẩm, móc khóa, túi sách. Quà lưu niệm và quà tặng du lịch có giá từ vài chục nghìn đồng đến hàng triệu đồng tùy sản phẩm. Nghề làm tương ớt đã gắn bó nhiều đời nay với đồng bào vùng cao Mường Khương. Huyện đang tập trung mở rộng vùng nguyên liệu ớt theo hướng liên kết sản xuất, giúp người dân nâng cao thu nhập. Năm 2023, nông dân Mường Khương trồng khoảng 200 hectare ớt, sản lượng đạt gần 1.300 tấn quả tươi, tăng 17% so với năm trước. Toàn bộ lượng quả đều được liên kết tiêu thụ với các hợp tác xã, tổ nhóm chế biến tương ớt tại địa phương. Từ trồng ớt và chế biến thành phẩm tương ớt mang lại cho nông dân và các hợp tác xã khoảng 40 tỷ đồng. Hiện bà con nông dân đã chuẩn bị đất, sẵn sàng các điều kiện để trồng mới khoảng 220 hectare ớt ngay sau Tết Nguyên đán. Với quyết tâm xây dựng xã phường sạch về ma túy, thành phố Lào Cai chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung đấu tranh, trấn áp với tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là công tác quản lý sau cai nghiện. Phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy, kết hợp với sự quan tâm, tạo điều kiện cho người hoàn thành cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng. Công sàn đã giảm số người nghiện ma túy từ 36 người năm 2022 xuống còn 28 người hiện nay. Trong đó có 15 người nghiện đang sử dụng thuốc methadone, 10 người quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng. Tất cả đều có hồ sơ quản lý chặt chẽ. Rà soát các đối tượng nghiện trên địa bàn, thứ hai là đưa các đối tượng đi cai nghiện tại trung tâm cai nghiện của thành phố để đảm bảo các đối tượng là chấp hành tốt. Cái thứ ba là ở tại địa phương thì quản lý các đối tượng sau cai thì thường xuyên là gọi hỏi, răn đe, quản lý giáo dục các đối tượng để làm sao các đối tượng chấp hành tốt nhất các quy định địa phương. Được thành phố lựa chọn làm điểm về mô hình xây dựng phường sạch về ma túy, hiện phường Kim Tân chỉ còn 5 đối tượng nghiện ma túy đang được quản lý và sử dụng hình thức cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng. Để có được kết quả này, 2 năm qua, cấp ủy chính quyền và các đoàn thể, lực lượng công an đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt là đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát động toàn dân trên địa bàn phường tố giác những đối tượng nghiện có biểu hiện hoặc nghi nghiện chất ma túy để công an phường phối hợp với các ban an ninh trật tự, rồi là ban bảo vệ dân phố, ban chỉ đạo phòng chống ma túy của phường, tổ chức cảm hóa giáo dục,
lập hồ sơ đưa các đối tượng vào các cái trung tâm cai nghiện theo đúng cái quy định của pháp luật. Năm 2023, để kế hoạch xây dựng xã phường không có ma túy đạt mục tiêu đề ra, thành phố yêu cầu các xã phường phải vào cuộc thực hiện đồng bộ, liên tục, kiên quyết với những giải pháp vững chắc, có trọng tâm trọng điểm, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. Phát huy cái sức mạnh của cả hệ thống chính trị để tập trung triển khai đồng bộ các cái biện pháp về phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy, xây dựng xã phường không có ma túy và tập trung đấu tranh chấn áp với tội phạm và tệ nạn ma túy, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, nhất là công tác quản lý sau cai nghiện. Từ đầu năm 2023 đến nay, công an thành phố và các phường xã đã phát hiện bắt giữ 9 vụ liên quan đến ma túy, bắt giữ 122 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Cùng với đó lập 289 hồ sơ đề nghị đưa các đối tượng vào cơ sở cai nghiện. Kết quả bước đầu trong xây dựng xã phường không ma túy của thành phố Lào Cai đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã được quy định cụ thể tại khoản 1, điều 2, quy định kèm theo nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐNZ ngày 8 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai. Theo đó, có 13 chức danh ở xã, phường, thị trấn được hưởng trợ cấp hoạt động không chuyên trách với 3 mức trợ cấp khác nhau tương ứng với 3 đơn vị hành chính cấp xã, loại 1, loại 2 và loại 3. Mức phụ cấp bằng hệ số nhân mức lương cơ sở. Ngoài mức phụ cấp quy định tại khoản 1, điều 2, người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hưởng mức phụ cấp tăng thêm theo trình độ chuyên môn bằng 0,2 lần mức lương cơ sở đối với người có trình độ đại học trở lên, 0,1 lần mức lương cơ sở đối với người có trình độ cao đẳng. Không áp dụng việc hưởng mức phụ cấp tăng thêm theo trình độ chuyên môn đối với các chức danh bắt buộc kiêm nhiệm được quy định tại khoản 1, điều 5, nghị quyết này hoặc cán bộ công chức cấp xã đã được hưởng lương theo quy định. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng mức phụ cấp tăng thêm theo trình độ chuyên môn một lần. Tiếp tục chương trình, đã bán được 115.000 vé tàu thống nhất dịp Tết Nguyên đán 2024. Nhật Bản ưu đãi cho các gia đình có từ 3 con trở lên. Thưa quý vị, thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, sau 2 tháng mở bán tàu Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tổng số vé đã bán được trên tuyến Bắc Nam là 115.000 vé. Các ngày cao điểm từ ngày mùng 3 tháng 2 đến ngày mùng 7 tháng 2 năm 2024, tức từ ngày 24 đến ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão, đã gần như hết vé, chủ yếu còn vé ghế mềm và ghế phụ. Để phục vụ cho người dân di chuyển thuận lợi trong dịp Tết, ngành đường sắt sẽ chạy tổng cộng 10 đôi tàu khách thống nhất trên tuyến Sài Gòn-Hà Nội và ngược lại, cung cấp tổng cộng hơn 200.000 chỗ. Ngoài việc bán trực tiếp tại các nhà ga thì có khoảng 80% khách hàng cá nhân mua vé online. Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy trong trường học đóng vai trò vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn cho cả học sinh và nhân viên. Xác định rõ điều này, ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, tại một số huyện miền núi, công tác phòng cháy chữa cháy trong trường học hiện gặp nhiều khó khăn. Công trình trường lớp học vừa được xây mới, nhưng trường tiểu học và trung học cơ sở Trung Sơn, huyện biên giới Quan Sơn vẫn không thể đưa vào sử dụng. Nguyên nhân là do hồ sơ thiết kế ban đầu chủ đầu tư đã bỏ quên hạng mục phòng cháy chữa cháy nên chưa được nghiệm thu. Hơn 200 học sinh của trường vẫn đang phải học tạm tại khu nhà bán trú lắp ghép phía sau với nhiều khó khăn thiếu thốn. Đây cũng là thực trạng chung tại nhiều đơn vị trường học của huyện Quan Sơn. Huyện cũng có trả lời, đó là vì chưa được nhà thầu bàn giao cho huyện, cũng do cái công tác phòng cháy chữa cháy chưa có. Thì khi nào mà có cái công tác phòng cháy chữa cháy thì mới được công tác bàn giao, thì thầy cô và học sinh xuống cơ sở mới để học. Phòng giáo dục đào tạo cũng đã tham mưu và đề xuất với Ủy ban nhân huyện để có cái giải pháp để làm sao mà có cái nguồn kinh phí để xây dựng cái hệ thống phòng cháy để cho đảm bảo được cái an toàn cho các đơn vị trường mà xây dựng mới, để cho các em học sinh là được học ở những ngôi trường mới và đảm bảo cái an toàn. Tại huyện Cẩm Thủy, hiện có 56 trường từ mầm non đến trung học cơ sở. Hiện nay hầu hết các nhà trường đều chưa đáp ứng được các yêu cầu theo quy định về phòng cháy chữa cháy mới. Thì đa phần là cái cơ sở vật chất thì đều xây dựng từ rất lâu rồi.
Và bây giờ mà đầu tư các cái hệ thống phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định thì sẽ tốn rất là nhiều kinh phí, trong khi ngân sách địa phương cũng có hạn. Trong cái thời gian tới thì cũng rất mong là các cái bộ ngành sẽ có các cái văn bản hướng dẫn cụ thể quy định để nó phù hợp với lại các cái yêu cầu phòng cháy chữa cháy ở các cái cơ sở giáo dục. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ngành đang phối hợp với Công an tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, giáo viên, học sinh và học viên nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức và hành động trong cán bộ, giáo viên và học sinh về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội định hướng xây dựng hệ thống tàu điện treo một giây dọc hai bên sông Hồng nhằm tạo nền tảng hệ thống giao thông công cộng kết nối với tuyến xe buýt đường sông. Tại các điểm kết nối, nhà ga sẽ được kết hợp với dịch vụ du lịch văn hóa gồm các di tích thắng cảnh như Bãi Tắm Trừ Đồng Tử, khu di tích Bà Tấm Ỉ Lan, Làng Cổ Bát Tràng. Đó là một trong những nội dung tại đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua tại kỳ họp thứ 14, khóa 16. Hà Nội cũng đề xuất khôi phục 2 trên 6 tuyến đường sắt cũ do Pháp đã đầu tư xây dựng, ngã tư Sở, Bờ Hồ và Bờ Hồ Thụy Khê dưới hình thức tàu điện trên mặt đất. Đồ án sẽ được xin ý kiến Bộ Xây dựng trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trong động thái mới nhất nhằm đảo ngược tỷ lệ sinh đang tụt giảm, chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình, trong đó sẽ miễn phí giáo dục đại học cho các gia đình có từ 3 con trở lên và được bắt đầu áp dụng từ năm 2025. Học phí đại học luôn là nỗi trăn trở lớn đối với nhiều gia đình ở Nhật Bản. Bởi thế, nếu chính sách mới được thông qua và đưa vào thực hiện, những gia đình có 3 người con trở lên sẽ được miễn học phí. Tuy nhiên, một vấn đề được đặt ra, đó là trong trường hợp nhiều gia đình cố sinh thêm con thứ ba để được hưởng chế độ miễn học phí đại học, thì gánh nặng tài chính cho chính phủ sẽ rất lớn và khi đó, liệu chính sách có được duy trì lâu dài? Theo một nghiên cứu của đại học, dân số Nhật Bản có thể giảm tới 20% vào năm 2050. Trước thềm lễ Giáng sinh, hàng loạt các hoạt động chào mừng diễn ra tại nhiều quốc gia châu Âu. Đáng chú ý là cuộc đua của hàng nghìn ông già Noel tại Pháp, cũng như cuộc đổ bộ bằng thuyền của các ông già Noel tại Italia. Hàng nghìn vận động viên với trang phục màu đỏ đặc trưng của ông già Noel đã cùng tham gia vào cuộc chạy thường niên ở gần thủ đô Paris của Pháp. Những người tham gia phải chạy quãng đường tối thiểu là 10 km, song không phải tất cả đều có mục đích là chạy nhanh nhất. Cuộc đua ở Pháp được tổ chức lần đầu vào năm 1977 và thu hút hàng nghìn người tham gia mỗi năm. Trong khi đó tại Italia, thay vì những con tuần lộc và xe chở tuyết, hàng trăm ông già Noel đã quyết định đổ bộ vào Verdi trên những chiếc thuyền truyền thống tại đây. Sự kiện nằm trong chỗ hoạt động nhằm khuấy động không khí lễ hội cho điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới này, một tuần trước lễ Giáng sinh. Tại vùng núi Bắc Caucasus của nước Nga có một trại ngựa nổi tiếng sắp tròn 135 năm tuổi, nơi thuần dưỡng và nhân giống những con ngựa Ả Rập, một trong 3 giống ngựa thuần chủng duy nhất trên thế giới. Trại được thành lập năm 1889 và từ năm 1921, trại chuyển sang mục đích nhân giống và cung cấp ngựa cho lực lượng kỵ binh của Nga. Những chú ngựa T-Rex thuần chủng nuôi ở đây không chỉ rất đẹp, mà giá thành của chúng có thể gây bất ngờ. Hiện nay, trại nuôi dưỡng tổng cộng 292 con ngựa thuần chủng với nhiều vẻ đẹp sắc màu khác nhau. Mỗi con ngựa có vòng đời khoảng 20 năm và những con giành giải thưởng thường có độ tuổi từ 3 đến 8 năm. Trại nuôi ngựa giống T-Rex thuần chủng ngày nay cũng là một địa điểm thu hút khách du lịch của khu vực nghỉ dưỡng nước khoáng. Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, cảng Mazatlan của Mexico sẽ là địa điểm lý tưởng nhất để quan sát hiện tượng nhật thực toàn phần vào ngày 8 tháng 4 năm 2024. Theo kế hoạch, Cơ quan Vũ trụ Mexico sẽ hợp tác với NASA và Hiệp hội Thiên văn Mazatlan để ghi lại và nghiên cứu hiện tượng nhật thực toàn phần xảy ra trong năm tới. Cơ quan Vũ trụ Mexico cho biết phải khoảng 300 năm nữa mới lại xảy ra hiện tượng thiên văn kỳ thú tương tự tại khu vực này. Trong khi đó, thành phố Mazatlan sẽ thành lập một ủy ban chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động quan sát hiện tượng nhật thực toàn phần cho người dân địa phương cũng như du khách
một cách an toàn và hiệu quả. Cộng đồng thiên văn học quốc tế và hàng nghìn người đam mê thiên văn học trên thế giới cũng sẽ không thể bỏ qua hiện tượng thiên văn kỳ thú này và họ sẽ đổ về cảng Mazatlan để quan sát. Dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày 18 tháng 12 năm 2023. Vùng đồi núi thấp nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Vùng đồi núi cao nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 7 đến 13 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Thành phố Lào Cai nhiều mây không mưa, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét hại, nhiệt độ từ 4 đến 9 độ, độ ẩm trung bình trên 95%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ từ 7 đến 13 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thông tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.